cưng ngay ha, xui đến đổi mà nó chật cái giò nó gớp xuống đó mà nó trâu xuống tới Cần Thơ đó cưng. Giờ anh to trâu tới Cần Thơ luôn. Ừ, vớt nó được là cũng 4 ngày là mình đã nhất nhận. Là cũng tại vị trí chỗ đó luôn hả? Chỗ đó không đó, gớp xuống bên Bắc đó là tiêu, gớp bên Bắc đó là tiêu. Nó thì ốc, chết hoài vậy đó con ơi, chết hoài vậy đó. Năm nào cũng có ngừ gì hoài vậy đó. Chết kỳ cục lắm con ơi, chỗ đó chết kỳ. Cứ thờ lặn nữa. Mà khi mấy người đó nó lặn trước á, lên chảy máu mũi nè, cái nó không lặn nữa. Tự nhiên nó đi về chân. Đi về chân cái để trâu chảy tới chiều. Tới chiều mới mướn thợ lặn khác. Đây nè, tôi kể mình nghe nói dẫn ông là cái thằng con có ông con ông Liêm là đi ông giàu nhất. Đó chiều chiều nó chạy cho máy xuống đó nó tắm. Thì nó cũng phóng vậy nè. Thôi bữa nó phóng mất tiền. Rồi cái năm trước nữa là cái xe nó chạy chạy luôn chứ. Few moments later. Trước tiên á, con là Thanh Hải An Giang và anh đây Hồ Tiến TV. Ừ. Thì hôm nay vô tình là cũng như có cái hữu duyên là đến đây để mà nghe Út kể về cái câu chuyện mà cháu của Út là bạn của bé Ngọc Linh mà bị đuối nước. Dạ. Thì cái sự việc mà cháu của Út kể về cái sự việc sao Út chia sẻ ra giùm con với các bạn được biết. Đây con dâu tôi nó ngồi đây nè. Tôi hỏi ê bạn nhỏ sao chết vậy? Cái nó đi tắm với con. Đi tắm với con rồi cái lên cái nó nói bận đồ vô nó hàng bay về đi. Yeah. Tao ở lại tao tắm một cái nữa rồi tao tự về nhà tao. Yeah. Mấy con bay khỏi đợi. Yeah. Cái thằng kia không biết nó nghi gì sao không biết nữa. Cái nó đứng trên bờ đó, cái nó nói trời. Thằng này sao tắm lâu lên dữ vậy trời. Cái hai thằng nó mới phóng xuống nó mò. Nó mò không có. Là hai cái thằng mà hai thằng trên bờ đó, đi chung đó. Ôi trời, thằng này mất tiêu trời. Nó nói chắc này mất kẹt rồi chứ rồi. Phóng xuống nó mò. Ồ, mò không hai, có. Hai thứ cũng gan dữ. Không nha. Có, nó không gan mà bản thân mà. Dạ đúng rồi. Xuống mò không có. Cái nó xuống một lần nữa. Không có. Cái nói giờ đi cho hay mới được trời ơi. Cho má nó hay mới được trời ơi. Cái thằng kia nói vậy đó. Vậy tao với mày đi. Thì chạy vô nhà bả đó. Là cho hay là người ta ào ra nhóc hết trơn. Mò không có. Mướn thợ lặn nữa. Mà Út thì Út không dám coi. Mà nghe cái người, cái tin đồn người ta nói lại là khi mấy người đó nó lặn trước á, lên chảy máu mũi nè, cái nó không lặn nữa. Tự nhiên nó đi về hết trơn. Đi về hết trơn cái để trâu chảy tới chiều. Tới chiều mới mướn thợ lặn khác. Không có nữa. Rồi để ngày hôm qua là ta đi kiếm, ta nghĩ hôm qua nó nổi. Ta đi kiếm, ta bơi, chạy tắt gán rồi này kia, ta kiếm nhóc chân con ơi không có. Rồi hồi sáng này là lớp đi xuồng, lớp đi tắt gán người ta coi đen trời chân á. Rồi không có nữa, rồi sao giờ mà trâu lên tới chảnh dữ rồi trời. Con có nghe nói nổi đâu trên chảnh. Mà bắt được chưa, sợ chưa nghe. Út cho con hỏi thêm cái cháu của bà đó với lại mà cái bé Ngọc Linh mất tích này nè là đôi bạn học chung lớp hay gì Út? Học chung lớp từ nhỏ lớn mà. Rồi rủ nhau đi tắm hay là sao? Đâu có, nó đi cắm trại. Cắm trại hả? Tắm 9-10 đứa lên hết trơn, rồi còn ba thằng này nó ở lại. Nó ngồi trên cái chỗ đó nó chơi. Rồi nó thôi về mẹ ơi, lên hết trơn rồi. Nó thôi về mẹ ơi. Thôi, hai thằng bay về đi. Tao đi xuống, tao tắm rồi tao tự về mình lên. Cái thằng đó nó nói vậy đó. Nhưng mà khi mà nói vậy là cháu Út không có đi về mà vẫn ở đó. Đứng ở trên hai thằng còn đánh ra ca trên thằng đợi thằng này làm những cái gì đêm gì vậy đó. Khiến ở lại chứ nếu mà về luôn thì đâu biết là. Cái thằng này mất tiêu trời. Này tắm lâu dữ trời. Thì hai thằng xong nhảy xuống mò. Mò không có. Rồi đấy. Tao với mày nhảy qua bên đây còn có không? Không có nữa. Là nó quảng hồn nó mới chạy vô chổng cho hay, chổng mới hay. Chứ má thằng này làm gì hay. Bị gì đi cắm trại. Con có nghe cái sự việc như thế này đó, không biết có phải hay không ha. Thì có nghe cái bến Bắc Dầm Cống ngày xưa cũng có nhiều người mà ta té xuống đó mất mạng đó, có nghe không? Năm nào cũng một người. Năm một người. Đây nè, tôi kể mình nghe nói dẫn ông là cái thằng con có ông Liêm là đi ông giàu nhất. Ông giàu nhất, ông bằng kho gạo á. Thì nó chiều nó chạy xe máy xuống đó nó tắm. Thì nó cũng phóng vậy nè. Thôi bữa nó phóng mất tiền. Không có mất tiêu luôn. Mất tiêu rồi mà điều cái thằng đó là nó gài vô trong cái lông tông. Nó không có trâu xa. Rồi cái năm trước nữa là cái xe nó chạy dứt nó chạy luôn chứ là cũng chết ngực. Là mấy năm nay là cái chỗ đó năm nào cũng có chết ngự chứ.
rồi á, miễn mà không có chạy xe thì cũng phải chìm xuồng chìm ghe ở đó chết. Cái thằng đó biết nó bự người bành kia vậy nè, bên đó nó lậu qua đó chìm ngấm chết, mà đường ta lặn được nha. Đó nó mặt bự người lắm mà nó chưa có vợ, nó 27 tuổi. Là hồi năm kia đó, năm kia trước cái thằng mà rớt xuống đó, rồi năm nay tới cái thằng này. Rồi để coi cái chiếc xe đó đó, nó xuống dưới đó đó, nó chạy ụt xuống đó luôn mà chết con người. Cái như vậy, cái sự việc mà thường xảy ra hàng năm như vậy tại chỗ đó gì đó, rồi người dân địa phương đó có lập cái miếu thờ cúng kiến gì không? Ừ, ăn rồi đấu chó vậy hả? Nè chị kể cho mày nghe nghe, con vợ thằng to nó bán kem đó. Nó bán kem rồi nó xây qua, nó bán nem rồi nó xuống bánh bắt đó đó. Cưng coi ha, xui đến đổi mà nó chật cái giò nó gớp xuống đó, mà nó trâu xuống tới Cần Thơ đó cưng. Vợ thằng to trâu tới Cần Thơ luôn. Vớt nó được là cũng 4 ngày là mình nó nhất nhật. Là cũng tại vị trí chỗ đó luôn hả? Chỗ đó không đó, gớt xuống bánh bắt đó là tiêu, gớt bánh bắt đó là tiêu. Nó dịch ấp luôn. Ừ. Trời ơi, mày thấy con ông Liêm kìa, nó đẹp trai dữ dằn nghe. Thì ở chợ Đồng Tống mình thì xuống ơi xuống đó tắm chơi giỡn chơi vậy mà. Nó ổ xuống đó bắt tiêu. Là ngay mấy cái thời điểm mà xảy ra những cái vụ tai nạn thương tâm hàng năm đó, là lúc đó bến phà nó còn hoạt động hả gì Út? Con. Dạ. Có cái thằng con ông Liêm nó chết là nghỉ hoạt động rồi. Dạ. Con ông Liêm là nó chết sau cùng đó. Mà chết hoài vậy đó con ơi, chết hoài vậy đó. Như là cấp 1 năm hay là năm nào cũng về? Năm nào cũng có ngừ gì hoài vậy đó. Giống như hàng năm phải thế mạng đó. Thế mạng đó, bởi cái thằng đó Út thì Út không có xuống dưới coi nghe. Nhưng mà ta đi coi gì người ta nói á, ta nói giờ mướn mấy thằng thợ lặn đó là 30 triệu. Dạ. Mà nó lặn xuống dưới lên thằng nào cũng chảy máu mũi chân á. Rồi nó không có lấy tiền rồi nó về luôn. Rồi cứ kêu nó nữa nó không có lặn. Là ta sớm giờ ta coi đông lắm, ta coi dưới á. Vậy là thợ lặn khi mà lặn xuống dưới đó chắc có lẽ là thấy một cái điềm báo gì dưới. Nó không có nói gì hết. Không có nói gì hết, không nói gì à. Em gu đi về, không có nói gì hết. Nói. Chảy máu mũi, rồi đi về luôn. Là mướn cái tớp đó là 30 triệu đó. Đó là cảnh cáo á. Ừ. Thấy ghê lắm kìa. Là do ở dưới là không cho nói. Ta nói ha, cái bên bà đó. Thấy cái gì đó, ở dưới thấy gì á. Ta có ngự ở dưới mà. Chết kỳ cục lắm con ơi, chỗ đó chết kỳ cục lắm. Mà mấy ông cách mạng này đâu có cho thờ miếu thờ gì, đâu có cho cúng kiến gì. Không có cho đâu. Hồi đó cái miếu ở đây lớn lắm nè. Làng xóm gì cũng đợi miễu nó cúng, mấy ông dở, mà sao mấy ông không có sao chứ. Còn mình có sao. Sợ, ông già chồng tôi dở cái miễu đó, ông chết queo luôn. Vậy hả? Ừ, ta bắt chết queo. Rồi thêm đứa con tôi đó, năm đó nhà tôi chết 3 người. Con của thằng này chết. Chết cái con gái con té ngày đó nó chết. Cái cuối năm cái ông già chồng tôi cũng chết luôn. Chết 3 người cái miễu ngay đây. Phá cái miễu rồi đó, chết 3 người đó. Nhà tôi chết 3 lần đó. Cưng thấy nhỏ con gái chị nùi nùi ha, nó 6 tuổi mà nó nùi nùi nó trắng bóc. Vớt lên nó sụ hai cái đầu nó xuống. Cái vậy là cái sự việc mà hàng năm mà có nhiều sự chết chóc ở ngay tại bến phà đó, đặc biệt chỉ riêng bờ bên đây không hay là bờ bên An Giang có không ha? Bờ này không à? Bờ đây không ha. Hồi mấy ông cùng chạy bắt mấy ông cúng heo rồi đó. Có cúng luôn ha. Ừ. Có hồi mà nghỉ tới giờ là không có cúng gì hết. Hồi đó là mấy ổng hàng năm là ổng cúng heo cưng. Chứ lại cưng biết không, nó cạn nó chạy vô không có được. Rồi mới kêu cái máy mà nó móc rồi nè, nó móc cái này nè, móc lên cái sâu đó, móc không được đó. Móc đâu có được. Năm nào cũng mắc cúng hết. Ừ, hồi mấy ổng cùng chạy là năm nào cũng heo quay không có cưng. Mà rồi cái sau này cái cạn, chỗ đó nó cạn rồi mới mướn cái máy móc á, móc không được. Giống như là móc cho có lồng chảo rồi sâu luôn nha. Ờ, nó chạy chiếc bắt nó chạy móc không được. Ghê lắm, chỗ đó ghê lắm. Rồi trở lại cái câu chuyện gia đình của bé Linh, bé Ngọc Linh mà bị mất tích ở dưới sông tại phà Dầm Cống đó Út. Thì Út có biết hoàn cảnh gia đình của bé Linh này như thế nào không á? Út thì không có tiếp xúc gì, nhưng mà nghe mấy người ta lại đây tăng cáo nè, nó nhậu rồi nè. Dạ. Nói bà gói bánh tét bán hàng ngày vậy đó với ổng. Cũng như bà bán bên này, ổng bán bên kia vậy đó. Thì nó sáng thì nó đi chợ, nó mua dừa, mua cái gì bà sai nó đó. Dạ. Thì nó mua đủ cho bà hết rồi, đi về nó mới đi học. Ồ, vậy là tính ra nó cũng có hiếu, nó biết có giúp gia đình chứ. Ừ. Bởi hàng nghe. Gì gia đình em thương. Cậu nó mần ở đây nè. Dạ. Cậu nó mần, cậu dạ. Nó nghe, cậu đi xỉu cả. Hờ. Cậu nó mần hãng da chai nè. Dạ.
rồi hai ngày nay ba ngày nay không đi làm luôn cậu nó, rồi mình không có hỏi thăm được. Có cái thằng kia nó nói cái thằng nó ngoan lắm, còn đẹp trai lắm cái gì đó, chứ ốc thì không có biết mặt nha, nó đẹp trai lắm, bự người lắm. Hôm nay anh lại nó học lớp 9 hả? Dạ đúng rồi, học lớp 9. Ừ, phải cái thằng kia nó cãi học lớp 9. Gia đình nghèo vậy đó con, nghèo thiệt lắm, nghèo mắc cái eo nữa ha. Ừ, rồi mình thấy cái thằng đó cỡ bằng cưng đó. Dạ. Nó thấy chẳng rước thầy chùa rồi tụng kinh đó. Dạ. Cái nó vô nó cũng cúng ngang, nó cũng ra đây nó ngồi nó ăn tô cháo rồi nói gì ơi, con thấy hoàn cảnh gia đình đó con buồn quá à. Hỏi mày ở đâu? Nó con bên Long Sen. Bây giờ con chạy vô chổng lần nữa coi vớt được chưa hay gì. Bị có thầy chùa rồi tụng kinh coi thử coi vớt được chưa. Và miễn vớt được thì con ra con cho gì hay, còn vớt không được thì con về luôn. Rồi sao nó đi về mất tiêu luôn. Dạ rồi thì thôi, cảm ơn Út ha. Thì vậy đó con. Vậy đó.